Có rất là nhiều bạn đến hỏi tôi rằng là bước sang năm 2023 thì nhà em hướng Tây Bắc cần phải lưu ý cái điều gì. Thực ra như các bạn đã biết ý, thì mỗi một năm các cái trường khí tốt xấu nó sẽ có cái sự thay đổi ở các phương vị khác nhau. Và trong đó có một trong những ngôi sao xấu nhất được gọi là ngôi sao số 5, hay còn gọi là ngôi sao ngũ hoàng đại sát. Năm 2023 thì ngôi sao này nó sẽ bay về phương vị phía Tây Bắc. Như vậy là tất cả các hướng nhà Tây Bắc thì đều rất là xấu, bởi vì ngôi sao này nó chủ về bệnh tật, chủ về các tai nạn bất ngờ, chủ về chính quyền, rất là nhiều những cái chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Và làm thế nào để có thể hóa giải các cái trường khí xấu này, thì một trong những cách hóa giải đơn giản nhất trong cái trường hợp này và rất là hiệu quả, đó là các bạn có thể sử dụng cái chuông gió đồng bát quái này. Các bạn có thể là treo chuông gió này ở vị trí hướng nhà của mình, ở bên ngoài hướng nhà của mình, để giúp hóa giải các cái trường khí xấu của cái ngôi sao ngũ hoàng đại sát này. Đấy, chuông gió đồng hóa giải cực kỳ là hiệu quả. Nếu như bạn nào quan tâm đến chuông gió đồng hóa giải các cái trường khí xấu tại hướng nhà Tây Bắc thì hãy kích vào cái đường link ở góc bên trái phía dưới của video này, thì tôi sẽ giúp các bạn khai quang và sau đó sẽ gửi cho các bạn để mà hóa giải hướng nhà Tây Bắc nhé.